Chào mừng các bạn quay trở lại với Ben Channel. Chấp mới lần này có lẽ là đang báo hiệu cho hồi kết thực sự với trận đấu dài đằng đẵng giữa Gojo và Sukuna. Thế lực của cả hai giờ đây đã không còn nhiều nữa, và chỉ một đòn chí mạng từ Vua Nguyên Hồn thì ông thầy nhí nhố cũng sẽ đi về chầu ông bà luôn. Ngược lại bên phía Sukuna thì cũng đang phải ẩn nấp trong bóng tối, vì hắn biết rằng với lượng chú lực còn lại của mình thì hắn cũng không thể thoát khỏi cái chết nếu lĩnh hư thức tử dù chỉ là 100% của Gojo. Ngoài ra, bản dịch mới của Chấp 234 còn đem lại cho chúng ta một số cập nhật rất thú vị. Vậy thì hôm nay những thông tin đó là gì? Hãy cùng mình phân tích chấp mới nhất của Jujutsu Kaisen 234 có gì hấp dẫn nhé. Và trước khi vào phần chính video thì hãy cùng giúp mình đăng ký kênh Cosmic Anime KB để bọn mình có thể đưa nội dung và những thông tin hấp dẫn về bộ Jujutsu Kaisen ra cộng đồng quốc tế. Sự đóng góp của các bạn sẽ là một động lực lớn cho cả team chúng mình đấy. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay lại với nội dung chính của video nhé. Mở đầu chương truyện là hình ảnh Yuta cầm lấy thanh kiếm của mình, bày tỏ quyết định tham chiến để giúp thầy Gojo giành lấy chiến thắng. Không biết liệu trong tương lai gần, Yuta có thực sự xuất hiện hay không, khi mà tác giả đặt ra một nghi vấn với dấu chấm hỏi trong hình ảnh này rằng Yuta sẽ tham gia cuộc chiến giữa kẻ mạnh nhất hay sao? Nếu nó xảy ra thì sẽ là một kịch bản đẹp. Nhưng Kasimo ngay lập tức ngăn cản cậu chú thuật sư trẻ tuổi lại và ngăn cấm Yuta không được phép can thiệp. Kasimo cho rằng ít nhất thì người đầu tiên xuất hiện ở đó chắc chắn phải là ông. Bạn cùng học của Yuta là Hakari cũng khuyên can cậu đừng nên quá hấp tấp và tán thành ý kiến của Kasimo. Hakari nhắc lại cho Yuta về lời dặn dò của Gojo, cho rằng ông thầy nhí nhố chỉ cho phép học sinh của ông tham chiến khi sức mạnh của thầy trở nên yếu tới mức thua cả họ mà thôi. Nhưng Yuta vẫn quả quyết với ý định của mình, phải thích ứng với từng tình huống. Khi mà lãnh địa phục ma ngự trụ tử, một chiêu thức vô cùng nguy hiểm giờ đây đã bị thầy Gojo vô hiệu hóa. Nếu Yuta và cô bạn gái Rika, nữ hoàng nguyên hồn tham chiến, cậu tự tin rằng mình sẽ trợ giúp được cho ông thầy Gojo bằng cách hạ hai thức thần khó chịu của Sukuna là khảm hợp thú và Mahoraga. Kasimo nghe vậy cũng nổi nóng, khẳng định lại hai người được phép đi chỉ có thể là ông. Maki thì tiếp tục hỗ trợ Hakari ngăn cản Yuta và lại tiết lộ một kế hoạch có lẽ đã được chuẩn bị trong nhóm Yuji từ trước tới khi trận đấu diễn ra. Có vẻ như Maki lo lắng rằng có thể Yuta sẽ bị đánh bại, và nếu không có Yuta, kế hoạch nói trên sẽ không thể thực hiện được. Yuta giờ đây vẫn quả quyết rằng thời thế đã thay đổi, và nếu họ chiến thắng ngay bây giờ thì một số điều kiện của kế hoạch đề ra đã không còn cần thiết nữa. Vậy nên canh bạc này theo Yuta là rất đáng để tất tay. Yuji nghe thấy sự quyết tâm của Senpai cũng cổ vũ Yuta tiến lên giúp đỡ thầy Gojo, vì cậu tin tưởng vào sức mạnh thực sự của Yuta. Đột nhiên ông thầy Kasukabe lên tiếng để chỉ đạo cho các học trò. Với tư cách là một giáo viên, ông thầy cùng với Meme nói lên quan điểm mấu chốt khiến không ai hiện tại có thể tham chiến cả. Đó là lý do vì thầy Gojo và Sukuna, mỗi đấu thủ đều có một nguyên tắc và điều kiện chiến thắng riêng biệt. Yuta và Yuji nghe xong cũng phải thở dài đồng ý. Meme giải thích thêm rằng nếu thầy Gojo thắng trước Vua Nguyên Hồn thì họ vẫn có thể bảo vệ cho ông thầy nếu Kenjaku can thiệp. Còn nếu Sukuna thắng thì hắn vẫn phải đối đầu với nhóm Yuji dù không còn đủ sức lực nữa. Tóm lại, điều mà Meme muốn nói ở đây chính là lợi thế hơn người mà nhóm Yuji đang nắm giữ, vì Kenjaku và Vua Nguyên Hồn biết số lượng đồng minh của chúng không nhiều, thậm chí là còn bị áp đảo trước nhóm Yuji, nên buộc hai kẻ thú ác này phải chuẩn bị một vài con ách chủ bài. Nếu có ai đó can thiệp vào trận đấu thì hiện tại nhóm Yuji vẫn chưa thể biết đó là gì. Rõ ràng mỗi bên đều có lợi thế riêng cần phải giữ. Nhóm Yuji thì là lợi thế nhân lực, còn Kenjaku thì nắm giữ lợi thế sức mạnh. Tất cả những điều kiện này đã tạo ra một thế trận nhất định. Yuta cũng hiểu ra và hỏi lại thầy Kasukabe rằng ý thầy là không nên kích động chúng hay sao? Kasukabe gật đầu và nói thêm rằng bên phía Kenjaku còn có Uraume, với sức mạnh có lẽ cũng ngang cấp quái vật. Thầy Kasukabe cũng khẳng định lại một lần nữa về thế trận mà mình đã nói đến lúc nãy, đó chính là lợi thế hơn người và là lợi thế sức mạnh của cả hai bên. Vua Nguyên Hồn không được phép lộ tất cả sức mạnh của mình, và thầy Gojo thì mạnh nhất nếu không bị trở ngại bởi đồng đội, chính là thế trận khả dĩ nhất mà nhóm Yuji có thể chấp nhận và đồng thời cũng có tỷ lệ thắng cao nhất. Yuta nghe xong thì cũng có hơi chạnh lòng, bởi trở ngại theo thầy Kasukabe là có ý gì? Ông Kasimo cũng chêm thêm lời chê bai thẳng vào mặt Hakari, than thở rằng các chú thuật sư hiện đại bây giờ chỉ nghĩ đến thế thôi sao? Với Kasimo, vấn đề không nằm ở việc chiến thắng hay không, mà có lẽ là danh dự. Ông quả quyết đây sẽ là trận đấu riêng của Gojo, và dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì sẽ thật tẻ nhạt nếu có ai đó nhảy vào trợ giúp cho ông thầy nhí nhố. Cùng lúc đó, trận chiến ở Shinjuku tiếp tục diễn ra ác liệt. Tốc độ di chuyển của thầy Gojo và hai thức thần khảm hợp thú cùng Mahoraga tăng chóng mặt. Vua Nguyên Hồn có lẽ đang ẩn nấp ở đâu đó và theo dõi cũng như tìm kiếm thời cơ thích hợp để tấn công. Mahoraga vung kiếm chém dọc về phía thầy Gojo, sau đó khảm hợp thú hợp kích bằng một cú móc ngang để thu hẹp phạm vi né tránh của ông thầy. Nhưng Gojo vẫn lách qua khe hở của hai cú đánh và phản kích bằng một cú đấm hắc thiểm vào bụng của khảm hợp thú đang tung chiêu.
tuy bị hắc thiểm của ông thầy đục một lỗ donut ngay thân giữa, nhưng khả mập thú vẫn có thể nhanh chóng hồi phục lại với thuật thức phản chuyển của viên lọc. Ngay sau đó, nó phản công lại về phía Gojo bằng đuôi gắn nanh của đại xà, nhưng ông thầy vẫn kịp lắc nhẹ và túm lấy đuôi của nó. Gojo xé toạc chiếc đuôi và rồi lập tức đỡ đòn của Mahoraga. Chiếc đuôi vừa cục kia của khả mập thú cũng mọc tức khắc trở lại và để thầy Gojo phân tích được cấu tạo hợp thể của nó. Gojo có lẽ đã học qua kiến thức về thập chủng ảnh khi mà ông thầy là thành viên của một trong tam đại gia tộc, và có lẽ vậy mà Gojo nhìn thấu được danh tính của một thức thần hoàn toàn mới, đó chính là ảm hổ. Khả mập thú hiện tại là sự kết thừa sức mạnh của Due với đại xa, ảm hổ và viên lọc. Trong đó, khả năng đáng quan ngại nhất của nó chính là từ viên lọc, khi mà nó có thể phản chuyển thuật thức một cách hiệu quả và có lẽ là vô hạn, khiến cho việc tấn công của ông thầy trở nên khó khăn. Tuy rằng khả mập thú không phải là thức thần thích nghi với vô hạ hạn, nhưng Gojo vẫn sẽ ưu tiên tiêu diệt nó trước, và cũng bằng chiêu thức có thể tiêu diệt Mahoraga luôn. Mahoraga lại tiếp tục tấn công ông thầy Gojo. Nó dùng thoái ma kiếm xé nát đất đá xung quanh, hất chúng về phía ông thầy và bồi thêm một cú ném thẳng từ trên xuống. Nhưng đòn tấn công này cũng vẫn quá đơn giản với Gojo. Ông thầy xoay nhẹ người, lấy thế và tung một cước thật mạnh vào Mahoraga. Khả mập thú lao đến trợ giúp Mahoraga với một sợi xích chú lực bí ẩn gì đó, nhưng vì không có khả năng thích nghi giống như Mahoraga nên khi vừa tới gần Gojo thì nó đã bị tan rã. Tấn công thất bại, khả mập thú bị Gojo tán cho một cú vào mặt, và ông thầy cũng bắt đầu thấy nó đang trở thành một cái gai trong mắt rồi. Gojo quyết định sớm sẽ tiêu diệt khả mập thú bởi nó có thể dễ dàng hồi phục cho chính chủ nhân Sukuna. Trong lúc đó, Sukuna đang ngồi trong ảo bóng của thập chủng ảnh suy nghĩ kế hoạch tấn công Gojo. Dĩ nhiên là Vua Nguyền Hồn cũng nhận ra rằng dù hư thức tử của Gojo tung ra từ đầu trận chiến có rất nhiều điểm bất thường, Vua Nguyền Hồn ước tính đầu ra chú lực của hư thức tử lúc đó chắc là hơn 120%, còn chúng ta thì cũng biết cụ thể nó là 200% rồi, còn hắn thì chỉ ước lượng mà thôi. Hắn cũng đoán để thi triển chiêu thức đó thì phải có một khế ước ràng buộc nhất định, nhưng dù Sukuna có thể cản phá được hư thức tử đó thì hắn cũng đã đứng cách Gojo tận 4 km, nên thiệt hại chỉ cho một cánh tay được bọc chú lực cường hóa mà thôi. Đó là khi hắn còn sung sức. Nhưng hiện tại Sukuna cũng nhận ra bản thân đang sức cùng lực kiệt, nên nếu lĩnh phải hư thức tử dù chỉ ở 100% thôi thì hắn cũng đã bay màu rồi. Sau khi phân tích xong, Sukuna nhảy vào tâm trí của Mahoraga, là một thực thể có uy lực khủng khiếp. Với cái danh Vua Nguyền Hồn, Sukuna chất vấn Mahoraga tại sao nó lại để hắn chờ lâu tới như vậy. Vua Nguyền Hồn muốn xem thực lực Mahoraga, nhưng nó lại không chiến đấu hết sức mình. Vua Nguyền Hồn nhắc lại cho Mahoraga nhớ rằng nó là thức thần của hắn, chứ không còn thuộc sở hữu của boy lạnh lùng Megumi. Ngay lập tức, Vua Nguyền Hồn lệnh cho Mahoraga tung ra chiêu thức đặc trưng của hắn, vòng bát chánh xoay một vòng hoàn chỉnh, một tia chạm cắt phần cánh tay của Gojo, dư chấn của vết chém để lại giống hệt như chạm vào bát của Sukuna. Lẽ nào đây là một ẩn thức mới của Sukuna? Mình khá là chắc chắn hiện tại thuật thức chính của Vua Nguyền Hồn là thập chủng ảnh. Vậy thì tại sao đồng thời Mahoraga lại thi triển thuật thức mà nó từng bị Vua Nguyền Hồn đánh bại? Màn trình diễn vừa rồi nhận được một lời tán thưởng từ Sukuna, nó còn khiến cho khán giả thắc mắc tại sao Mahoraga lại dùng thêm một thuật thức còn không phải của chính nó. Kasukabe chắc chắn điều này không nằm trong quy luật bình thường, và giờ đây Yuji phát hiện ra nó còn có thể bay giống Sukuna nữa. Soko thấy người bạn của mình mất hẳn một cánh tay thì vô cùng lo lắng, bởi hiện tại khả năng hồi phục của Gojo đã yếu lắm rồi. Mất một cánh tay, thầy Gojo bay đi tìm cách thủ thế, nhưng khả mập thú và Mahoraga vẫn có thể di chuyển đuổi theo. Vua Nguyền Hồn cũng nhảy từ trong bóng ra nhập cuộc, hỗ trợ Mahoraga đấm ông thầy từ bên phải. Gojo đỡ được nhưng chỉ có một tay nên vẫn bị cú đấm làm mất thế. Sukuna hợp kích bằng cú đá trực diện vào mạng trái đầu của Gojo. Dù đã kịp dùng chú lực phòng thủ nhưng ông thầy vẫn bị văng đi xa, đáp trúng ngay vị trí mà khả mập thú đã đứng đợi. Nó tụ lực vào nắm đấm, có lẽ là chiêu thức của ảm hổ, đấm thẳng vào sau gáy của Gojo. Nhưng có vẻ điểm tiếp xúc rất cứng và được cường hóa bởi chú lực nên Gojo không hề hấn gì và quay mặt bật lại khả mập thú. Ta cảm nhận được sự chênh lệch sức mạnh từ nãy giờ rồi. Trong trận chiến nãy giờ, ngươi không có đủ tư cách để có mặt ở đây. Vừa nói, Gojo vừa tụ lực thương vào nắm đấm của mình. Thì ra Gojo đã mong đợi khoảnh khắc Sukuna lộ diện từ trước rồi. Sau khi có được khoảnh khắc cần thiết với Sukuna, do chính hắn đã đá Gojo đi, ông thầy đã có đủ không gian riêng tư với khảm hợp thú và tận dụng cơ hội để tiễn nó về trời. Gojo giáng đòn thật mạnh, làm nát hết cây người khảm hợp thú. Thức thần này không kịp phản ứng, nội tạng của đã bay tứ tung. Trong khi Mahoraga và Vua Nguyền Hồn chỉ còn biết nhìn từ xa và tức tốc lao đến hỗ trợ. Cả hai chưa kịp tới nơi thì Gojo đã hoàn tất xong tụ lực mức sát thương mạnh nhất của thuận chuyển vô hạ hạn cực phiên thương. Quả cầu ngay lập tức hủy diệt khả mập thú, tan thành mây khói ngay trước mặt Vua Nguyền Hồn.
Có lẽ đây là kết thúc một phần đoạn chiến đấu, bởi sau khi hình ảnh này, tác giả GG đã tua nhanh 41 giây tới tương lai, lúc hư thức tử kinh hoàng của Gojo được tung ra. Có vẻ như nó đã đi thẳng qua cơ thể nào đó trên không trung, máu bắn tung tóe trên một khoảng trời, kết thúc chép chuyện. GG bật mí trước, chép sau, Shinjuku sẽ bị một tia hư thức tử khổng lồ xé toạc, để lại vệt hoàn toàn trên đường đi của nó. Trận đấu bây giờ đã đạt tới đỉnh điểm và rất có thể chap sau sẽ là tình tiết cuối giữa Gojo và Sukuna. Không những thế, tuần sau sẽ tiếp tục có chap mới. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Jujutsu Kaisen tiếp nhận nội dung mới trong 4 tuần liên tiếp. Ngoài thông tin hảo hức đó ra thì chap 234 tuần này đã quá là gay cấn rồi phải không? Lúc Gojo bị Mahoraga bất thình lình cắt một cánh tay, mình cứ ngỡ đó là dấu chấm hết cho ông thầy. Nhưng có vẻ như ông thầy đã tính trước với cú chém đó hay gì và né sang một bên để trúng cánh tay phải. Chứ theo mình nghĩ thì đúng ra có thể ban đầu Mahoraga nhắm tới đầu của ông thầy, bởi mình thấy Gojo đang dự tính tìm không gian riêng để kết liễu khảm hợp thú, nhưng vì phải đỡ đòn từ hai phía khác nhau mà ông thầy không thể làm được việc đó. Thế nên, lợi dụng khoảng cách mà vua nguyền hồn đã đi, Gojo đã có thể sử dụng cực phiên thương làm bay màu thức thần hồi phục ngay trước mặt của hắn. Ngoài ra, ở đầu cháp cũng có một số chi tiết làm lé lên hy vọng nhóm Yuji gia nhập chiến trường với những sức mạnh tiềm năng mà từ lâu chúng ta rất mong chờ, như là thuật thức copy của Yuta thì có thể copy được những gì, hay liệu Maki có thể gây khó dễ cho vua nguyền hồn với những kỹ năng và tốc độ cận chiến áp đảo hay không. Tuy rằng, lời thoại của các nhân vật đang củng cố cho sự thật rằng trận chiến hiện tại là giữa hai người mà thôi, nhưng biết đâu được, tác giả GG lại cho chúng ta quay xe thì sao? Hơn nữa, trận chiến cũng đã được miêu tả rõ là ở cuối cháp nó đã đi đến một giai đoạn tột đỉnh. Liệu rằng hư thức tử khủng khiếp đó của Gojo có phải là trong cái hình thái cực phiên không? Và cánh tay của ông thầy cũng đã mọc lại được rồi. Hình ảnh này còn là ở tương lai nữa chứ. Có phải là ông thầy đã chiến thắng rồi không? Các bạn nghĩ sao? Hãy comment phía dưới video cho mình biết với nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.